rồi dối dàng từ biệt mơ cô. Quý anh chị, hiện tại thì Bùi Hồ cùng Út Đồng Tháp đang có mặt tại huyện Phú Tân của tỉnh An Giang. Và phía bên tay trái của Bùi Hồ đây là bé Khánh Hưng. 2 năm về trước mà Bùi Hồ có chia sẻ về những cái đoạn clip mà Khánh Hưng đàn sến á. Cậu bé thằng đồng 8 tuổi, cô bác quý anh chị. Và ngày hôm nay không còn là một cậu bé thằng đồng 8 tuổi nữa mà trở thành một chàng hot boy đầu trọc với cây đàn sến ha. Và phía bên tay phải của Bùi Hồ đây là Trâm Anh. Năm nay Trâm Anh học lớp mấy rồi Trâm Anh ơi? Dạ anh là em học lớp 12. Có thể chào cô chú một cái không? Dạ chào các ông bà cô chú. Cô bác quý anh chị biết không, Trâm Anh thì năm nay 18 tuổi, còn bé Khánh Hưng thì năm nay là 13 tuổi. Và ngày hôm nay cũng là ngày Giáng sinh, Merry Christmas thì Bùi Hồ xin mời cô bác quý anh chị cũng như là ông bà Mạnh Thường Quân thưởng thức một cái bài Thưa Má Con Đi do Trâm Anh 18 tuổi, anh chàng hot boy đầu trọc 13 tuổi thể hiện ở một cái không gian rất là dễ thương như thế này ha. Dạ, nhân dịp Giáng sinh thì con và là Trâm Anh và bé Khánh Hưng xin gửi đến quý ông bà, quý cô chú, anh chị và ông bà một bài hát là bài Thưa Má Con Đi. Chúc mọi người nghe vui vẻ. Mới cả năm dài con chỉ có mấy ngày cần mơ, rồi dối dàng từ biệt mơ con đi. Done.
dặn tôi nhắc lui năm hồi bay lưu. Con nhớ má ơi, má đừng làm con khóc, má vui lên cho con được an lòng. Tình mẹ thương con như nước mắt xuôi dòng, tay yêu chân rung lưng còng tóc bạc, hơi thở yêu mòn mà giận hát ru cung. Cánh chim chiều chở nắng hoàng hôn, tiễn bước con đi mà bồn chồn trong già. Ở xứ người dù cuộc sống xa quá, con hãy như sen gần rừng mà thơm ngát. Chiều xuống rồi xuống lạnh lắm ơi, thôi mà hãy vào đi cũng lớn rồi mà má. Những mơ muốn tiễn con khi nào sẽ quốc vàng, tay sắp đủ thứ quà buộc con phải mang theo. Một ít gạo quê mớ rau đồng ngoại liếp, con chịu khó đem theo vì sẵn dịp con về. Sao con không buồn khi bỏ má cô đơn, mà dặn tới dặn lui hay quên đi về quê thăm má. Má sợ má mong vì đường xa xôi quá, chứ con nhớ nhà con nhớ má từng giây. Trâm Anh hát hay quá, Khánh Hưng đàn cũng giỏi luôn. Lâu không mới thì hồi đó thì mình biết hát sớm không Trâm Anh? Dạ, em biết hát hồi nhỏ em nghe kiểu cải lương mà hoặc là mấy bài giọng cổ mà trên đĩa hay là tivi này kia đó, rồi em hát theo vậy thôi á. Dạ. Rồi mình phát hiện cái giọng hát tài năng của mình khi nào? Em không biết nữa. Thì hồi đó em hát cái em hay hát cho trong nhà này kia rồi nghe em thuộc, em hay hát cover á. Cái hàng xóm hay là mấy người trong nhà hoặc là đi đám này kia đồ cũng kêu lên hát thì em hát vậy thôi. Rồi cái em thấy mọi người khen nên là em cũng thích. Nhưng mà đối với em một cái tuổi teen như vậy á thì nhiều bạn khác á thì thích thể loại nhạc trẻ,
nhà gốc luôn bây giờ hơn, vì sao lại chọn đờn ca tài tử? Em không biết nữa, em thích nghe cải lương, thích nghe mấy cái bài cổ lắm. Tại vì kiểu như là chắc hồi nhỏ em nghe nhiều á, cho nên là nó ngấm vô hay sao á. Cho nên là em tự nhiên cái thích vậy đó, với lại nghe mấy cái điệu cải lương này kia rồi em thấy nó thích hơn. Với lại em hát cũng được cho nên là em thích. Ba mẹ của mình thì có trước đây có đàn ca gì không? Dạ không, nhà em thì có cậu, mẹ cũng biết hát chút chút với bà ngoại. Những cái tiết mục văn nghệ ở trường thì em đều tham gia hết, mà hát về tài tử thôi. Dạ không, em không phải năm nào cũng tham gia, cái là lâu lắm rồi, em không có hát nữa. Tại vì năm nay là năm 12, với lại em nghe mấy bạn kiểu lúc cho em đăng ký cho em hát á, nên là em mới đi, chứ em cũng ngại lắm. Tại em nghĩ là em hát giờ nó không còn hay giống như hồi nhỏ, cho nên là em bỏ lâu lắm rồi, giờ vậy, em mới hát lại. Vậy là hồi nhỏ là đã có khiếu hát vòng cổ sẵn rồi? Dạ, em hát từ hồi nhỏ lận, nhưng mà hát cho vui vậy đó, ai kêu cũng hát, thích thì hát vậy đó. Nhưng mà lớn lên đi học cái em không hát nữa. Em nghĩ là hát chắc không còn hay nữa đâu, chắc cái giờ giọng em lớn thì nó không còn hay nữa, nên là em cũng không hát. Cái nghe mấy bạn kêu hát thử cái em cũng hát, rồi đăng ký thi năm nay vậy thôi. Rồi sau này mình có dự định là mình theo cái con đường nghệ thuật về cải lương hay không? Dạ chắc là không, em đi sẽ chắc sẽ có cũng vô bên con đường nghệ thuật, nhưng mà em sẽ đi hướng khác. Tại vì em có một cái đam mê khác cũng bên nghệ thuật nữa, nhưng mà ông là sau này sẽ được. 12 này em sẽ thi, nhưng mà em thi ngành gì, dự định là em sẽ thi ngành gì? Em dự định sẽ thi diễn viên, với lại sẽ học một lớp thanh nhạc nếu mà có cơ hội sẽ học. Vậy là vẫn hoạt động nghệ thuật. Dạ. Vẫn đam mê nghệ thuật. Dạ. Và phải nói là với gương mặt rất là sáng, khả ái, lại xinh gái như vậy, cộng thêm cái chất giọng ngọt ngào, mà phải nói là thời buổi hiện nay 4.0 rồi, các bạn thường chơi những loại nhạc mà trẻ, nhạc đen, nhạc gốc, những loại nhạc mà nó sôi động, mà em lại chọn theo đàn ca tài tử như thế này, cải lương như thế này là một điều rất là quý. Và vì sao mà em biết được Khánh Hưng? Dạ thì trong cái lúc mà em đăng ký thi ở trường á, thì thầy Khiết có nói là thầy sẽ kêu em đánh với vợt cái thầy Đờn, rồi cái thầy dẫn em tới chỗ bạn Khánh Hưng, rồi em thấy, rồi em vợt cái bạn tới lúc đi thi luôn, rồi tới giờ. Đây là một cái kết hợp rất là tuyệt vời ha, tuổi cũng còn rất là trẻ. Cái đàn sến thì Khánh Hưng thì đàn năm nay là được bao nhiêu năm rồi con? Dạ con đàn năm nay dạ xa từ năm lớp 1 tới lớp 7 là 6 năm rồi. 6 năm rồi. Dạ. Mà thưa cô bác anh chị là Khánh Hưng là phải sống với ông Sáu với lại cô Sáu đúng không? Dạ. Ông Sáu còn ba mẹ thì không có ở gần nữa, nên là nữ là từ nhỏ giờ ông Sáu với cô Sáu đều chăm hết. Đến nỗi là ba anh em đúng không? Dạ. Con ba anh em. Rồi bây giờ có thể hát tặng được một bài gì nữa không? Dạ chắc là không đâu chú. Tại bình thường con cũng hát được, nhưng mà hát chay thì được, chứ hát với đờn thì con phải qua luyện tập. Phải qua luyện tập. Chứ tại con không có nghe tiếng đờn lâu lắm rồi, nên là không có. Đó giờ con chỉ mới nghe tiếng đàn sống là lần đầu đó. Còn bình thường là kiểu hát karaoke vui vui thì hát. Bây giờ con có thể lên một câu dùng cổ chay thử được. Dạ được, nhưng mà để con kiếm bài coi, con cũng không biết là giờ bài nào nữa. Trước khi đợi Trâm Anh kiếm bài thì Khánh Hưng có thể độc tấu một bản vắng đoạn khúc Lam Giang được không? Dạ được. Bây giờ mời cô bác anh chị nghe Khánh Hưng đoạn độc tấu một cái bản vắng đoạn khúc Lam Giang. Rồi con mời cô chú cùng đứng nước đi. Con mời cô chú cùng hưởng thức.
quá. Sau này con có muốn trở thành là thầy đờn không Khánh Hơn? Dạ muốn. Muốn hả? Hiện nay thì con có thuộc được bao nhiêu bài bản trong cái đàn sến đó rồi? Dạ con thuộc 30 bản. 30 bản? Thêm mấy câu vọng cổ nữa? Dạ con. Vọng cổ đào thì con 212. Còn dây kép thì con thuộc 1256. 1256 luôn. Rồi năm mai đồ được thuộc hết đúng không? Dạ. Bây giờ chắc có lẽ quay lại Trâm Anh đi xíu đúng không? Dạ. Lựa được cái lời bài hát rồi đúng không? Dạ. À, bây giờ chắc có lẽ là nghe Trâm Anh hát một cái câu vọng cổ rất là ngọt ngào luôn ha. Đây là một cái chọn cái khung cảnh này á cho cô bác anh chị thấy cái cuộc sống ở miền Tây cho nó đẹp. Và đây là một cái thước phim mà muốn chia sẻ rằng là đàn ca tài tử nó vẫn còn ở trong lòng nhiệt huyết của các bạn trẻ như thế này, và đặc biệt Trâm Anh với lại Khánh Hưng. Rồi mời Trâm Anh ha. Dạ, sau đây em xin thể hiện một cái câu vọng cổ trong bài Tân Cổ Kiếp Cầm Ca, đã được ca sĩ Phi Nhung với lại nghệ sĩ Phượng Liên hát, là em xin hát ạ. Trong hàng vàng khán giả bỏ tiền ra mua vui bằng những tấn tuồng trên sân khấu, có mấy ai cảm thông được nỗi lòng người nghệ sĩ khi cánh màn nhung khép lại đã lâu rồi. Những hàng ghế trống trơn, sàn diễn lặng như tờ, sau những phút giây hết mình đem niềm vui cho khán giả, giờ chỉ còn lại nỗi trong vắng cô đơn. Rồi đây có ai còn nhớ đến tôi, nhớ người nghệ sĩ nửa quãng đời xuân sắc, ai đã khóc với tôi qua những giây sầu muộn, đến ngày mai đã gọi cố nhân rồi. Khi đèn sân khấu tắt, bức màn buông xuống, hết chúa, hết tôi, hết công hầu khanh tương, nghiệp cầm ca chỉ có bấy nhiêu thôi, có còn chăng là một kiếp sống đơn côi. Dạ rồi. Ồ, hay quá. Trời, hát nó qua tới, mà nó hay như vậy. Nó qua tới nhạc rồi nên là em không có hát. À, bây giờ mình ví dụ như mà các chú đăng cái đoạn clip này lên, mà cái cô chú là nói Khánh Hưng với lại Trâm Anh phối hợp bài đó để hát được, thì để có thể biểu diễn với cô chú nghe có chịu không? Dạ à, được. Được rồi. Dạ được không? Chứ. Dạ, con nghĩ là được ạ. Sau này là sẽ được đúng không? Dạ. Tại nó có khúc nhạc, nó Tân Cổ nên là nó có khúc nhạc nữa. Hưng ơi, bây giờ chị Trâm Anh hát xong rồi, bây giờ con đọc tấu một bản giọng Kim Lan nữa để gửi đến, hay là con thích bài gì nhất, bài gì mà cho nó vui vui đi. Dạ, bài Lý Đêm Trăng. Lý Đêm Trăng đi ha. Dạ. Rồi, Lý Đêm Trăng cho nó vui vui đi ha. Rồi, chú mời con. Thưa với cô bác quý anh chị, ngày hôm nay á thì cũng là một ngày mà mấy người trái mệt ha, ngày Giáng sinh, cũng thay mặt cho Trâm Anh với lại bé Khánh Hưng xin chúc cho ông bà cô bác quý anh chị
một cái mùa Giáng sinh an lành, ấm áp bên người thân. Và ngày hôm nay gửi cho bé Trâm Anh, ở Trâm Anh với lại Khánh Hưng hai phần quà lì xì nhân ngày Giáng sinh. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi, có chúc gì với cô chú không? Dạ, nhân dịp lễ Giáng sinh này con xin chúc cho các cô chú mạnh khỏe và vui vẻ. Rồi, hứa là sao? Mai mốt sao đàn với lại Trâm Anh hát bài gì nữa? Cô ngại lắm, rồi Trâm Anh. Dạ, nhân dịp Giáng sinh con kính chúc các ông bà cô chú có một Giáng sinh an lành, vui vẻ bên gia đình. Và tận hưởng những phút giây mà nghe những bài ca cổ. Con cũng không biết nói gì nữa. Để kết thúc chương trình thì con xin đọc một bài Miên Hỏi Hồi Cung cho các cô chú cùng thưởng thức.